kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn đến với chương trình thời sự đồng bằng sông Hồng của đài phát thanh truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Nghe ấp trứng vịt lộn mang lại thu nhập cao cho nhiều hội viên nông dân thôn Đào Đặng xã Trung Nghĩa thành phố Hưng Yên. Cựu chiến binh Phạm Công Tử ở Thái Bình làm kinh tế giỏi. Ninh Bình chủ động phòng chống dịch bệnh mùa xuân thành phố Nam Định duy trì nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên. Hà Nam xử lý 175 trường hợp vi phạm sau gần một tháng gia quân tổng kiểm tra xe tải, xe khách. Thưa quý vị và các bạn, đang có một công việc khá ổn định với mức lương khá cao ở Hà Nội, nhưng anh Trần Hữu Trung ở xã Xuân Trung, huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định lại từ bỏ để về quê lập nghiệp bằng nghề nông sau 3 năm tìm tòi nghiên cứu học hỏi, anh Trung đã lựa chọn cây mang tây để làm tàu, góp phần nâng cao thu nhập trên một đơn vị diện tích đất canh tác cho bà con nông dân địa phương. Không lựa chọn vùng đất màu mỡ để khởi nghiệp, anh Trần Hữu Trung lại đến vùng ven biển nhiễm mặn tại xã Giao Lạc, huyện Giao Thủy. Trải qua nhiều gian nan vất vả thau chua rửa mặn, cải tạo đất, đến nay anh Trung đã biến phần đất hoang hóa, chua mặn vùng ven biển Giao Lạc thành bờ xô dụng mật với màu xanh mướt của cây mang tây mình thấy đất đai quê mình rất tốt, điều kiện khí hậu thổ nhưỡng tốt, có thể phát triển được rất nhiều cái mà chưa có nhiều người làm, chưa có người làm một cách bài bản, một cách khoa học, dám thử nghiệm những thứ công nghệ mới, công nghệ về phân bón, công nghệ về một số sự áp dụng một số loại giống mới của nước ngoài, hoặc là là đẩy mạnh cái cái cơ khí, cơ khí trong nông nghiệp để giảm thiểu sức lao động và tạo ra những sản phẩm mà có giá trị mà thực sự tốt, mà không hẳn nữa là đáp ứng các cái tiêu chuẩn trong nước như việt gáp mà có thể đáp ứng những cái tiêu chuẩn gáp khác, global gáp hay là những cái tiêu chuẩn về hữu cơ, những cái tiêu chuẩn những cái sản phẩm tạo ra những cái sản phẩm mà um, tốt cho sức khỏe con người về lâu dài. Hiện đại thì mình mình là mình thích theo cái hướng mà đa dạng sinh học. Mình có rất nhiều giống khác nhau mình trồng nhưng mà có những thứ là chủ đạo, có thứ là trồng thử nghiệm hoặc đôi khi có những thứ là trồng cảnh quan thôi trồng phụ thêm thôi để tận dụng mọi thứ diện tích đất. Nhưng hiện đại diện tích của mình nhiều nhất là là măng tây. Măng tây là loại cây ăn mầm trồng bằng hạt. Sau khoảng 6 tháng, măng tây đã có thể cho thu hoạch liên tục trong vòng 10 năm. Với quy mô rộng hơn 8 hecta, hợp tác xã nông nghiệp Trường Xuân do anh Trung quản lý đã trồng thử nghiệm trên một mẫu cây măng tây và đã cho thu hoạch. Bình quân mỗi tháng, hợp tác xã thu hoạch được từ 6 tạ đến 9 tạ mầm măng tây với giá bán ra thị trường từ 70.000 đồng đến 80.000 đồng một kg, đem lại nguồn thu từ 42 triệu đồng đến 72 triệu đồng một tháng. Không chỉ tạo ra nguồn thu nhập cao, hợp tác xã còn tạo việc làm thường xuyên cho 14 lao động với mức thu nhập bình quân của mỗi lao động từ 3,5 triệu đồng đến 4 triệu đồng một tháng. Nhận thấy tiềm năng phát triển của cây măng Tây, anh Trần Hữu Trung cùng Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Xuân đã nhân rộng diện tích trồng măng Tây lên 1,5 hecta đồng thời nghiên cứu, thuần hóa và hoàn thiện quy trình sinh trưởng phát triển nhiều loại cây quả quý như cà chua bạch tuộc, lạc đen có nguồn gốc từ Nam Phi, khoai lang rau rền Nhật Bản. Tất cả những sản phẩm này đều được trồng theo phương pháp hữu cơ nên được thị trường đón nhận tích cực. Hy vọng dự định xây dựng chỉ dẫn địa lý cho cây măng Tây của anh Trần Hữu Trung và Hợp tác xã Nông nghiệp Trường Xuân sớm trở thành hiện thực, để cây măng Tây trở thành cây trồng chủ lực, giúp nông dân giao lạc, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích đất canh tác, góp phần thực hiện thành công đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp của địa phương. Hiện nay, thôn Đào Đặng xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên có gần 30 hộ làm nghề ấp trứng vịt lộn, có thu nhập từ 150 đến 200 triệu đồng một hộ. Nghề ấp trứng vịt tại thôn Đào Đặng có từ những năm 1960, hiện nay trong thôn có hơn 100 lò ấp trứng. Để nghề ấp trứng việt lộn phát triển bền vững, các hộ làm nghề như hội viên Trần Thị Luyến, Trần Đăng Triệu, Trần Đăng Hân đã thường xuyên đổi mới quy trình công nghệ ấp trứng, đảm bảo sản phẩm đầu ra luôn đạt chất lượng cao, đồng thời đầu tư thêm máy ấp trứng gia tăng sản lượng trứng xuất lò. Qua đó thu lãi theo số lượng. Một số hộ dân còn chăn nuôi thêm vịt đẻ kết hợp với ấp trứng việt lộn để hạ giá thành sản phẩm. Nhờ vậy, chứng vịt luận xuất ra của địa phương luôn có tính cạnh tranh cao trên thị trường, được tiêu thụ rộng khắp các tỉnh, thành như Quảng Ninh, Hải Phòng, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hà Nội. Thời gian qua, ngành xây dựng đã phối hợp với các địa phương, các ngành liên quan, thực hiện đề án vật liệu xây dựng không nung của chính phủ. Vì thế, việc sản xuất vật liệu xây dựng không nung trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có bước phát triển đạt chất lượng cao. Hiện tại ở các địa phương có nhiều cơ sở sản xuất gạch không nung sử dụng công nghệ tiên tiến đạt chất lượng cao, được đầu tư xây dựng và đi vào hoạt động. Hàng trăm hộ gia đình, cơ sở sản xuất nhỏ cũng đã đầu tư máy sản xuất loại gạch này, đưa tổng sản lượng gạch không nung năm 2018 lên khoảng 120 triệu viên. Cùng với đó còn có một số dự án sản xuất có quy mô công suất lớn đã được cấp giấy chứng nhận đầu tư và khi đi vào hoạt động sẽ đưa năng lực sản xuất gạch không nung của tỉnh đạt sấp xỉ 260 triệu viên trên một năm vào năm 2020. Trong thời gian tới, ngành xây dựng tiếp tục tăng cường tuyên truyền về những ưu việt, lợi thế của vật liệu không nung, xây dựng cơ chế khuyến khích các nhà đầu tư đầu tư vào các dự án, hỗ trợ các doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh của sản phẩm trên thị trường thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ, đầu tư máy móc thiết bị. Các cựu chiến binh không tiếc máu xương và tuổi thanh xuân sẵn sàng hy sinh vì nền độc lập tự do của Tổ quốc thì ngày nay trên trận tuyến mới, họ lại năng động sáng tạo, tích cực tham gia phát triển kinh tế, làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Cựu chiến binh Phạm Công Tự ở Thái Bình là một trong những người như thế. Nghe theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, năm 1971, ông Phạm Công Tự tình nguyện lên đường nhập ngũ. Năm 1975, miền Nam hoàn toàn được giải phóng, đất nước thống nhất, cựu chiến binh Phạm Công Tự được xuất ngũ trở về quê hương. Điều kiện kinh tế gia đình khó khăn buộc ông Tự phải bươn trải nhiều nghề mưu sinh cuộc sống. Năm 1996, ông Mạnh Dạn thành lập cơ sở sản xuất đồ gỗ dân dụng với 5 lao động tham gia. Để trụ vững trên thương trường đầy nghiệt ngã, cựu chiến binh Phạm Công Tự và các cộng sự đã đồng cam cộng khổ vượt qua thách thức. Doanh nghiệp đầu tư hơn 1 tỷ đồng xây dựng lò hấp sấy gỗ chống mối mọt, hạn chế co ngót cùng dây chuyền sản xuất cửa nhựa lõi thép trung bình mỗi năm đầu tư hàng trăm triệu đồng mua sắm thêm máy móc, thiết bị chuyên dùng, vừa tăng năng suất, chất lượng sản phẩm và giảm thiểu lao động nặng nhọc của công nhân. Doanh thu mỗi năm đạt khoảng 10 tỷ đồng. Mọi khoản nghĩa vụ đóng góp với nhà nước luôn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao. Với những thành tích đạt được, công ty chế biến lâm sản Việt Hà Anh và giám đốc Phạm Công Tự vinh dự được các cấp, ngành tặng thưởng nhiều bằng khen, giấy khen. Điều ý nghĩa hơn cả đối với ông Tự là mong tiếp tục được cống hiến công sức, trí tuệ, góp phần xây dựng quê hương đất nước ngày thêm giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm sau mùa nên nhiệt độ thay đổi liên tục là điều kiện các bệnh truyền nhiễm phát sinh và phát triển. Để kịp thời ứng phó, ngành y tế tỉnh Ninh Bình đang triển khai các biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất dịch bệnh lây lan trong cộng đồng. Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 14 ca mắc sởi, sốt xuất huyết, tay chân miệng và hàng nghìn ca mắc cúm các loại. Trong đó, hầu hết bệnh nhân mắc sởi chưa tiêm vaccine hoặc tiêm không đầy đủ. Để hạn chế mầm bệnh phát sinh, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo nhân dân nên tiêm phòng đầy đủ. Các nhà trường tăng cường vệ sinh lớp học đảm bảo khẩu phần ăn đủ dinh dưỡng, giữ gìn vệ sinh môi trường. Dự báo thời gian tới có thể xuất hiện một số bệnh truyền nhiễm, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh khuyến cáo người dân thực hiện vệ sinh sạch sẽ môi trường sống, khi có dấu hiệu mắc bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám và điều trị kịp thời. Nhằm đổi mới công tác tự phòng và điều trị nghiện, giảm thiểu tác hại của ma túy, Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nam Định vừa ban hành kế hoạch tổ chức điều trị cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh năm 2019. Theo đó, ngành lao động thương binh và xã hội đề ra các chỉ tiêu cụ thể về công tác cai nghiện năm 2019, gồm trên 90% xã, phường, thị trấn được tuyên truyền về phòng chống ma túy nói chung, điều trị ma túy nói riêng. Tập huấn nâng cao năng lực cho 100% đội ngũ làm công tác dự phòng, điều trị nghiện từ tỉnh đến cơ sở. Tổ chức cai nghiện tại gia đình cộng đồng cho 300 lượng người, tiếp nhận cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy tỉnh cho 90 người. Vận động 200 người nghiện ma túy vào cai nghiện tự nguyện điều trị ma túy bằng methadone cho 250 người tại Trung tâm Bảo trợ và Phòng chống tệ nạn xã hội huyện Giao Thủy, cho 50 người tại Trung tâm Phòng chống ma túy huyện Nam Trực. Tiếp tục triển khai điểm tư vấn chăm sóc hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng tại thành phố Nam Định và nhân rộng mô hình. Với đội ngũ là các y bác sĩ trẻ, chủ yếu trong các bệnh viện tuyến huyện tỉnh, câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh Hưng Yên đã mang lòng nhiệt huyết, sự tận tâm và tinh thần sung kích của tuổi trẻ để thực hiện những chuyến từ thiện, những chương trình cấp thuốc khám chữa bệnh miễn phí đầy ý nghĩa và hiệu quả trong 7 năm qua. Được thành lập từ năm 2012, đến nay câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh đã có trên 300 thành viên là những y bác sĩ trẻ chủ yếu đang công tác trong các bệnh viện như bệnh viện đa khoa tỉnh, bệnh viện sản nhi, bệnh viện đa khoa phố Nối. Trung bình một năm, Câu lạc bộ thường xuyên kết hợp với hội chữ thập đỏ, hội liên hiệp thanh niên tỉnh tổ chức từ 3 đến 4 chương trình thăm khám, tư vấn, cấp phát thuốc và kiểm tra sức khỏe miễn phí cho hàng trăm lượt người dân. Các gia đình có công, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi chương trình trị giá từ 200 đến 300 triệu đồng. Nhiều chương trình hoạt động của câu lạc bộ phối hợp tổ chức đã trở thành truyền thống hàng năm của tuổi trẻ Hương Yên như hành trình nhân ái vì sức khỏe cộng đồng, lễ hội Xuân Hồng, ngày hội thầy thuốc trẻ Hương Yên làm theo lời bác tình nguyện vì sức khỏe cộng đồng với phương châm coi bệnh nhân như người nhà bằng tấm lòng của người thầy thuốc và sức trẻ niềm đam mê nhiệt huyết với các hoạt động tình nguyện câu lạc bộ thầy thuốc trẻ tỉnh đã góp phần làm đẹp hơn hình ảnh người thầy thuốc trong lòng nhân dân từ những nỗ lực câu lạc bộ đã góp phần quan trọng trong bảo vệ chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn thưa quý vị và các bạn không ngừng nâng cao chất lượng khám chữa bệnh Tại tuyến cơ sở, trong năm qua, Trung tâm Y tế huyện Quế Võ, tỉnh Bắc Ninh tiếp tục thực hiện nhiều giải pháp gắn liền với chức năng nhiệm vụ của từng khoa phòng, trong đó phải kể đến việc tiếp nhận thành công các gói kỹ thuật cao từ bệnh viện tuyến trên. Qua đó giúp người dân được hưởng chất lượng dịch vụ y tế tốt nhất ngay tại bệnh viện tuyến huyện, đồng thời giúp giảm tải cho các bệnh viện tuyến tỉnh và tuyến trung ương. Xác định nâng cao chất lượng khám chữa bệnh là quyết định sống còn của Trung tâm Y tế trong năm 2018, trung tâm đã tiếp nhận 4 gói chuyển giao kỹ thuật theo đề án 1816 của Bộ Y tế bằng hình thức cầm tay chỉ việc, đề nghị các bệnh viện tuyến trên tăng cường nhân lực nhằm nâng cao chất lượng khám chữa bệnh y tế cơ sở. Nhờ đó hàng loạt kỹ thuật mới được triển khai mang lại hiệu quả cao trong công tác khám chữa bệnh như các bệnh lý về tim mạch, phương pháp cấp cứu cơ bản, phẫu thuật chấn thương chỉnh hình bằng đinh xin. Qua đó, không chỉ bệnh nhân được hưởng lợi mà các y bác sĩ tại bệnh viện cơ sở có điều kiện tiếp cận những phương pháp kỹ thuật mới. Số lượng bệnh nhân đến khám điều trị tại bệnh viện ngày một tăng, đặc biệt là bệnh nhân đăng ký phẫu thuật. Công suất sử dụng giường bệnh tại bệnh viện đạt trên 150%. Nhiều ca bệnh khó phức tạp trước kia phải chuyển tuyến trên, nay đã cơ bản được điều trị tại huyện, tạo thuận lợi và giảm đáng kể chi phí cho người bệnh. Có thể nói, việc chuyển giao kỹ thuật là bước tiến quan trọng trong việc ứng dụng thành tiệu y học hiện đại và hoạt động điều trị tại một bệnh viện đa khoa tuyến huyện. Tiên rằng, với định hướng phát triển các kỹ thuật chuyên sâu và nhiều thay đổi tích cực hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Trung tâm Y tế huyện Quê Võ sẽ có thêm nhiều bước tiến mới khẳng định vững vàng vị thế bệnh viện hạng 2. Những năm qua, ngành giáo dục đào tạo thành phố Nam Định duy trì nâng cao chất lượng đội ngũ, cán bộ, quản lý, giáo viên, coi đây là khâu then chốt quyết định chất lượng giáo dục trong các trường học. Trên địa bàn thành phố Nam Định hiện có 35 trường mầm non, 22 trường tiểu học và 18 trường trung học cơ sở. Trong năm học, phòng giáo dục và đào tạo thành phố đều tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý giáo viên. Nhờ đó đã tích cực chủ động thực hiện nhiệm vụ của ngành với nhiều biện pháp sáng tạo phù hợp với thực tiễn giáo dục của địa phương, phát huy tối đa nội lực của ngành và sự ủng hộ của xã hội chăm lo cho sự nghiệp giáo dục đào tạo ngoài việc tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường các trường học còn tổ chức theo cụm trường để trao đổi kinh nghiệm học tập lẫn nhau nội dung sinh hoạt chuyên môn của các cụm trường đi sâu vào sáng kiến đổi mới hiệu quả phương pháp giáo dục phương pháp kiểm tra đánh giá học sinh dạy học theo chuẩn kiến thức tạo sự đồng đều về chất lượng giáo dục trong các nhà trường nhiều giáo viên đã tích cực đi học nâng cao trình độ chuyên môn đáp ứng yêu cầu giảng dạy tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn của ngành giáo dục đào tạo thành phố nam định đã được nâng cao Đến nay 100% giáo viên ở các cấp học đều đạt chuẩn, trong đó đạt trình độ trên chuẩn ở cấp mầm non là 95%, cấp tiểu học là 98%, cấp trung học cơ sở 99%. Thời gian qua, công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện trường học và công tác phổ cập giáo dục được ngành giáo dục và đào tạo, chính quyền các địa phương huyện Bình Lục tỉnh Hà Nam quan tâm đẩy mạnh thực hiện. Đến nay 100% trường học trên địa bàn huyện đã có đội văn nghệ và thường xuyên tổ chức các trò chơi dân gian, các bài hát, điệu múa truyền thống của dân tộc địa phương. Nhiều trường còn thường xuyên thực hiện lồng ghép kiến thức về biển đảo, sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu, luật an toàn giao thông đường bộ, luật phòng chống ma túy và nội dung các môn học Toàn huyện có 51 trên 58 trường đạt chuẩn quốc gia, trong đó 17 trên 19 trường mầm non, 19 trên 19 trường tiểu học, 15 trên 20 trường trung học cơ sở, có 36 trên 39 thư viện trường tiểu học và trung học cơ sở đạt chuẩn, trong đó có 10 thư viện tiên tiến, 2 thư viện tiên tiến xuất sắc. Công tác phổ cập giáo dục được các nhà trường thực hiện nghiêm túc, từ điều tra đến tổng hợp số liệu phổ cập. Cụ thể, tiếp tục giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học đạt chuẩn mức độ 3, phổ cập giáo dục trung học cơ sở đạt chuẩn mức độ 2 và 3. Năm 2018, 2019 và các năm tiếp theo, ngành giáo dục và đào tạo huyện Bình Lục tiếp tục phối hợp với chính quyền các địa phương, các ngành trong huyện, đẩy mạnh hơn nữa công tác xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực, quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, nâng cao các tiêu chí xây dựng trường chuẩn quốc gia, xây dựng thư viện trường học, và thực hiện tốt hơn nữa công tác phổ cập giáo dục. Phong trào Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam là một hoạt động thường niên của các cấp hội chữ thập đỏ. Tết kỷ hợi 2019 vừa qua, các cấp hội chữ thập đỏ trong toàn tỉnh Hưng Yên đã vận động và trợ giúp cho trên 26,6 nghìn lượt đối tượng là hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam trên địa bàn toàn tỉnh. Thông qua nhiều hình thức kêu gọi vận động, các cấp hội chữ thập đỏ tỉnh đã nhận được nhiều sự ủng hộ từ những tấm lòng hảo tâm, các cơ quan tổ chức doanh nghiệp với nhiều hình thức trợ giúp như trợ giúp bằng tiền, hiện vật. Các cấp hội chữ thập đỏ đã hỗ trợ trên 26,6 nghìn suất quà Tết cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với tổng số tiền gần 10 tỷ đồng, đạt 206% kế hoạch. Mỗi suất quà có trị giá từ 400 đến 500 nghìn đồng. Đây là những phần quà ý nghĩa góp phần động viên người nghèo và nạn nhân chất độc da cam có thêm niềm tin và động lực vươn lên trong cuộc sống là địa phương có nhiều di tích lịch sử văn hóa với kiến trúc cổ kính. Những năm qua, chính quyền và nhân dân xã Bình Minh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định, chung tay bảo tồn, bản sắc văn hóa quê hương, tình tử không gian làng quê, góp phần vào việc xây dựng nông thôn mới bền vững. Trên địa bàn xã Bình Minh, huyện Nam Trực, hiện có gần 30 di tích lịch sử văn hóa, gồm các đình đền chùa miếu phủ, được phân bổ rộng khắp ở 17 thôn làng cổ, là nơi thờ những người có công với làng với dân, là vùng thuê thuần nông, các ngành nghề phụ phát triển nhỏ lẻ, nên nguồn thu nhập của người dân xã Bình Minh dựa vào cây lúa và các sản phẩm làng nghề. Hương ước của làng nghề luôn có những quy định chặt chẽ về vệ sinh môi trường, giữ gìn an ninh trật tự, duy trì tình làng nghĩa xóm, từ đó các giá trị thuần phong mỹ tục được phát huy. Các chuẩn mực xã hội được người dân tự giác thực hiện. Đến nay toàn xã có 14 trên 17 thôn xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, hàng năm tỷ lệ gia đình văn hóa ở xã đều đạt trên 80%. Không gian làng quê ở Bình Minh được giữ gìn sạch đẹp yên bình. Xây dựng nông thôn mới với mục tiêu cuối cùng là nâng cao đời sống người dân, nhưng không vì thế mà đánh mất đi bản sắc văn hóa của vùng biển. Việc giữ gìn không gian văn hóa làng quê ở xã Bình Minh đã góp phần bảo tồn bản sắc văn hóa dân tộc, tăng cường tình làng nghĩa xóm, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh. Thưa quý vị và các bạn, chuỗi các sự kiện chào mừng Festival về miền Quan họ 2019 diễn ra trong những ngày qua mang đến cơ hội quý cho nhân dân du khách thập phương được đắm mình trong bầu không khí ngập tràn sắc màu văn hóa truyền thống Bắc Ninh, Kinh Bắc và hòa cùng sự truyền mình vượt bậc của quê hương. Từ không gian văn hóa văn hiến của lễ hội Xuân Bắc Ninh cho mỗi người thêm yêu mảnh đất con người nơi đây. Lễ gặp mặt vinh danh các tập thể cá nhân tiêu biểu trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị dân ca quan họ Bắc Ninh được tỉnh trang trọng tổ chức chính là bày tỏ niềm trân trọng, sự tri ân đối với những đóng góp của cộng đồng với di sản văn hóa đại diện của nhân loại này. Tỉnh Bắc Ninh hiện có 44 làng quan họ gốc, 369 làng quan họ thực hành, 381 câu lạc bộ dân ca quan họ với trên 10.000 người ở các độ tuổi tham gia, trong đó hơn 600 người có khả năng truyền dạy. Trên phạm vi cả nước và nước ngoài đã có hàng trăm câu lạc bộ dân ca quan họ Bắc Ninh được thành lập và duy trì hoạt động thường xuyên. Đây là không gian trưng bày sinh vật cảnh, nét văn hóa độc đáo duy trì nhiều năm nay tại Hội Xuân từ đôi tay tài khéo của hơn 500 tác giả đến từ 22 tỉnh, thành phố, mang đến gần 8.000 tác phẩm sinh vật cảnh, được tuyển chọn kỹ lưỡng từ hàng trăm nhà vườn. Mỗi tác phẩm truyền tải một thông điệp riêng nên người thưởng lãm dù có xem đi xem lại nhiều lần vẫn không có cảm giác nhàm chán về Bắc Ninh, hòa trong không gian của festival về miền Quan họ và chuỗi các sự kiện kỷ niệm 10 năm dân ca Quan họ Bắc Ninh được UNESCO công nhận là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại để thêm một lần cảm nhận sự truyền minh mạnh mẽ của quê hương di sản. Tính từ ngày 21 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2 năm 2019, công an Hà Nam đã tổ chức ta quân kiểm soát, ngăn chặn các hành vi vi phạm pháp luật về an toàn giao thông của các xe tải xe khách sau gần một tháng ta quân, các lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện và xử lý 175 trường hợp vi phạm. Lực lượng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh phối hợp với các đơn vị chức năng Công an các huyện thành phố tổ chức kiểm tra trên các tuyến giao thông, thành lập các chốt kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm, sử dụng đồng bộ hệ thống camera giám sát, máy đo tốc độ để phục vụ công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến trong đợt tổng kiểm tra này ngoài kiểm tra giấy tờ giấy phép lái xe lực lượng chức năng tập trung kiểm tra xử lý các lỗi vi phạm là nguyên nhân chủ yếu dẫn đến tai nạn giao thông như vi phạm quy định về tốc độ nồng độ cồn ma túy trở quá số người quy định quá niên hạn sử dụng hết hạn kiểm định đón trả khách không đúng nơi quy định trở quá tải trọng cơi nới kích thước thành thùng xe không có giấy chứng nhận hoặc tem kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường qua gần một tháng thực hiện kế hoạch tổng kiểm soát xe ô tô kinh doanh vận tải hành khách từ 8 chỗ ngồi trở lên và xe ô tô vận tải hàng hóa, hầu hết các lái xe đều chấp hành các mệnh lệnh kiểm tra. Kết quả, lực lượng công an trong tỉnh đã phát hiện và xử lý 175 trường hợp vi phạm, phạt tiền gần 250 triệu đồng, trong đó chủ yếu là các trường hợp vi phạm liên quan đến xe tải quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình thời sự đồng bằng sông hồng hôm nay của đài phát thanh truyền hình hương yên cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi xin thân ái chào tạm biệt